khu cách ly có quyết định cách ly y tế với chị nha. Ở đây là cái vùng đang trong vùng dịch. Có bệnh nhân. Người ta có bệnh người ta mới là lập cái bản này chị. Trong này có người bệnh ta. Nãy giờ biết tôi đi bao nhiêu đường chưa? Biết tôi đi bao nhiêu cái đường tập. Nãy tôi đây cầu chị ra đường chính rồi đi nha. Đường chính là đường nào? Đường ở ngoài. Nãy giờ cái đường ở ngoài, đường Phạm Văn Đồng, đường Phan Văn Trị rất là nhiều người kia. Chị không đi, chị đi vào đường này là sao? Chị còn chống đối, chị lao xe vào trong đây nữa. Lấy cầu tôi sợ, chị sợ tôi đi lạc. Không được cái gì nha. Người ta không biết đường đi mà biểu người ta đi qua cái đường cầu là đi làm sao, đi là đi lạc rồi sao? Cái đường này người ta đi ta quen thuộc cái đường về nhà người ta mà cấm là cấm gì? Yêu cầu chị đeo khẩu trang rồi đó chị nhá. Tôi không có đeo khẩu trang để cho người ta nhìn rõ cái mặt của tôi. Rồi. Những người đeo khẩu trang là những người chi đã. Đó, cậu đeo vậy người ta biết được cái môi của cậu bị gì không? Cậu mở ra tôi coi. Đó, có đứa khác cái lỗ mũi cặp mắt nó giống nhau, có phải là dư quan ta không? Cậu giết mà cậu biết, cậu bắt người ta là phải vô tù đó. Cậu mở ra coi, có nhiều người ta giống cậu, cái mắt cái lỗ mũi á, rồi cái miệng khác á, che mẹ cái miệng này sao người ta nhận ra? Khẩu trang là đi nắng đi bụi ta đeo, chứ không phải mà bắt mà đeo mà làm việc mà đeo như vậy được hết trơn á. Cái môi mấy chú này nó giống nhau không? Mắt với mũi có thể giống nhau mà môi không bây giờ giống nhau. Hồi nãy em đi hết cái trục đường rồi đó, đường nào em cắt đó. Chị, đeo khẩu trang đi để không dịch bệnh cho chị đó. Có xài hộ khẩu hay không thì nói người ta biết, ta là người dân lương thiện, người ta không bắt cóc chợ gì hết trơn á. Ta là người hợp pháp, ta là công dân tốt. Bởi vì tôi nói á, mà qua lấy giấy mất cái mẹ đi, chính quyền này Việt Nam nó có còn nữa đâu, cái đường đi này mà cấm người ta vô lý quá. Như nói sai vấn đề là không bị lãng mạn rồi đó. Tôi không biết là tôi đang sống ở Việt Nam hay tôi sống với chợ Trung Quốc rồi đó, hay là ở Mỹ đó, tôi còn không biết luôn á. Thiệt tôi đẻ đây nè mà tôi không biết tôi là lại người Sài Gòn luôn á. Cô hiểu từ dịch Covid không? Hay cô hiểu cái từ đó là cô được rồi rồi rồi, sao đâu? Không nữa, để cơ quan ta xuống làm. Để cơ quan làm việc đấy. Hiểu từ dịch Covid không? Đang tin tập bậy tập bạ luôn. Bây giờ chuyện cho chúng tôi là yêu cầu chị mang khẩu trang vào, được không? Chị nên hiểu đây là tin tập bậy.